Cà phê nóng xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, cả nước Mỹ đã xôn xao trước thảm họa sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ. Và sau khi tìm thấy thi thể của hai nạn nhân, chính quyền Mỹ đã tuyên bố ngừng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, gia đình của các nạn nhân không từ bỏ hy vọng, kêu gọi chính quyền tiếp tục nỗ lực tìm kiếm. Sau khi tin tức về vụ tai nạn được lan truyền rộng rãi, không khí đau thương đã bao trùm gia đình của Maynor Suazo, một trong các công nhân nhập cư đang làm việc trên cây cầu Francis Scott Key. Họ đã vô cùng bàng hoàng trước thông tin chính quyền Mỹ tuyên bố ngừng triển khai công tác cứu nạn. Chúng tôi hiểu rằng chính quyền đang mất đến hàng trăm triệu đô la Mỹ về chiếc thuyền không di chuyển, nhưng không vì thế mà họ lại lơ là đi công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Gia đình tôi vẫn đang chờ đợi để vớt thi thể em trai tôi lên, sau đó đưa em tôi hồi hương. Hy vọng rằng chính quyền sẽ thay đổi quyết định. Trước đó, cảnh sát bang Maryland cho biết sẽ chuyển mục tiêu tìm kiếm người sống sót sang hoạt động tìm kiếm thi thể sau khi các hình ảnh siêu âm dưới nước cho thấy vẫn còn phương tiện mắc kẹt bên trong mảng vỡ của cầu Francis Scott Key. Hiện chính phủ Mỹ đã cấp cho bang Maryland khoản kinh phí khẩn cấp ban đầu 60 triệu đô la Mỹ để dọn các mảng sập từ cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore và bắt đầu xây dựng lại cầu.